Đợt tuyết đầu tiên trong năm đã rơi vào tuần trước, báo hiệu rằng những binh sĩ Ukraine đang bước vào mùa đông thứ hai của cuộc chiến với Nga. Trong một nơi trú ẩn có hệ thống sửa gần chiến tuyến phía đông, quân nhân Dmitro của Ukraine nhìn một con chuột nghịch mũi đánh hơi, rồi chạy trốn vào sau tấm nhựa cách nhiệt trên tường trần nhà. Dmitro, 36 tuổi, người vận hành bệ phóng tên lửa đa năng BM-21 Grad cho biết: "Tôi không thấy bất kỳ con chuột nào vào mùa đông năm ngoái." nhưng mùa thu và đầu đông năm nay thì có rất nhiều chuột. Đơn vị của anh được bố trí gần thị trấn công nghiệp Bakhmut, khu vực tiền tuyến đã chứng kiến một số trận giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột kéo dài gần 22 tháng với Nga. Ẩn mình dưới một bụi cây, nơi trú ẩn rộng khoảng 20 mét vuông của họ được trang bị giường tầng, bếp và một máy sửa của ô tô nhỏ chạy bằng diesel và nguồn điện thắp sáng chạy bằng ắc quy ô tô. Bên trong nhiệt độ khoảng 20 độ C so với khoảng 0 độ C bên ngoài. Bầu trời xám xịt, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo sau những trận mưa dài lê thê mấy ngày gần đây. Dmitri kể lại, tôi mặc mọi thứ tôi có thể tìm thấy, ba chiếc quần dài, vô số áo khoác. Chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi nổ súng liên tục cả ngày, trời thì buốt giá. Anh nói với chiếc mũ len màu xanh rũ xuống tận tai, Dmitri dự kiến dành 3 ngày tiếp theo tại vị trí gần Bakhmut, chú trong hầm đào trong lòng đất để tránh các cuộc tấn công của máy bay không người lái của Nga. Bên trong nơi trú ẩn, ba con chuột mắc vào bẫy keo, dãy chết. Volodymyr, 45 tuổi, chỉ huy của đơn vị nói, chúng gặm dây cáp, ông chỉ vào chiếc cáp dùng để kết nối Internet qua vệ tinh Starlink để tìm kiếm hơi ấm và thức ăn. Loại gặm nhấm này cũng nhai quần áo của binh lính. Dmitro than thở, Vợ mới mua cho tôi chiếc áo len này tháng trước, một con chuột đã gặm rách nó. Ngoài cái lạnh và chuột, mùa đông còn thổi bay tán lá trên cành, khiến quân đội Ukraine dễ bị camera trên máy bay không người lái của Nga phát hiện. Chưa kể những con đường lầy lội khiến việc di chuyển hệ thống vũ khí trở nên khó khăn hơn. Bây giờ, đầu đông là bùn lầy, sau này sẽ là băng tuyết. Volodymyr nói và chỉ vào những vết lốp xe trên mặt bùn nhão đen của vùng Donbass, những dấu hằn sâu khi các phương tiện quân sự hạng nặng đi qua. Cách đó vài km gần Bác Mút, một bác sĩ cho biết ông cũng đã chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông năm nay. Trong tầng hầm có tường kiên cố của cơ sở y tế tuyến đầu do ông điều hành, các nhân viên có cửa ra vào và cửa sổ cách nhiệt bằng ván. Một số phòng có bếp đốt củi và máy sưởi của xe ô tô. Trong phòng dùng để điều trị cho bệnh nhân, nhiệt độ phải được duy trì ở mức 28, 29 hoặc 30 độ C do thương binh đôi khi bị mất máu và hạ thân nhiệt sau một thời gian dài nằm ngoài trời. Bệnh viện liên tục nhận thêm thương binh Ukraine bị thương, trong đó có hai người lính bị mảnh đạn ở đùi. Một người lính run rẩy trên bàn phẫu thuật, các bác sĩ cuốn anh trong một tấm chăn giấy bạc và đặt một ống dẫn khí nóng từ một máy phát điện lớn thổi vào bên trong lớp chăn. Bác sĩ cũng dự kiến gặp những trường hợp thương binh bị lạnh tê cóng khi chuyển đến. Tuy nhiên, ông nhận thấy ngày càng có nhiều binh sĩ sử dụng hóa chất làm ấm tay vị bác sĩ chia sẻ, ngay khi thương binh được chuyển đến, tôi thường thấy họ có chất làm ấm tay bằng hóa chất trên người, dưới áo khoác và trong găng tay. Mùa đông năm ngoái có rất ít hóa chất loại này, còn bây giờ họ đã có phương tiện để tự chăm sóc bản thân. Trong khi đang phải làm quen với cái giá lạnh của mùa đông mới, binh lính Ukraine cũng đang phải đối mặt với một chiến thuật mới của Nga trong việc sử dụng tên lửa Iskander việc nga sử dụng hai hoặc nhiều tên lửa tấn công vào một mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn đã gây ra bất ngờ và nhiều thương vong cho phía ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine quân đội nga thường sử dụng tên lửa đạn đạo iskander m hoặc tên lửa hành trình iskander k để tập kích các mục tiêu quan trọng các cuộc tập kích thường chỉ được thực hiện bằng một tên lửa duy nhất nhưng gần đây quân đội nga đã thay đổi chiến thuật tập kích nhiều tên lửa iskander vào cùng một mục tiêu trong thời gian ngắn Đòn tấn công thứ hai sẽ diễn ra khi lực lượng Ukraine đang tập trung tại địa điểm bị tấn công. Phía Ukraine bị choáng váng trước chiến thuật này vì họ đã quen với việc Nga chỉ phóng một tên lửa vào một vị trí. Nhưng đòn tấn công thứ hai sẽ diễn ra sau đó đã làm tăng tối đa thương vong cho các lực lượng Ukraine và điều này khiến họ bị sốc. Thông tin trên được trang mạng Ons của Nga đăng tải và được tờ báo Euro Asian Times trích dẫn ngày 19 tháng 11. Người cung cấp thông tin là phóng viên chiến trường hàng đầu của Nga, Alexander Kot. Một số nhóm Telegram của Nga có mối quan hệ với các quan chức quân sự ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga có thể triển khai sử dụng nhiều tên lửa Iskander trong các cuộc không kích, vì hiện tại các nhà máy của Nga đã sản xuất số lượng lớn tên lửa này mà không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn cơ động Iskander là tên lửa chiến thuật chiến dịch có khả năng cơ động cao, có tầm bắn 500 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đầu đạn tên lửa Iskander có thể phá hủy các sở chỉ huy, nơi tập trung binh lực các thiết bị quân sự và hệ thống phòng không của đối phương. Các thông tin của Nga được phóng viên Cốt tiết lộ đề cập đến cuộc tấn công Iskander ở khu vực Zaporozhia. Cô đã chứng kiến các hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Iskander được sử dụng hiệu quả hơn. Trước đây, những tên lửa này được sử dụng riêng lẻ, nhưng chiến thuật mới của quân đội Nga là sử dụng nhiều tên lửa phóng cùng một lúc và một mục tiêu. Đòn tấn công tiếp theo của tên lửa Iskander vào chính mục tiêu mà tên lửa đầu tiên bắn chúng đã khiến binh lính Ukraine bất ngờ do họ đã quen với các cuộc tấn công đơn lẻ bằng Iskander như mọi khi. Tên lửa đầu tiên được bắn đi và tiêu diệt mục tiêu đã định. Sau khi quân đội Ukraine tiếp cận hiện trường vụ nổ để kiểm tra tình hình, thì một tên lửa Iskander khác được phóng đi đúng vào mục tiêu cũ, khiến cho lực lượng Ukraine bị thiệt hại nặng nề do trúng tên lửa thứ hai. Cốt phân tích. Từ những đoạn phim không được tiết lộ, Cốt kể lại, sau khi tên lửa thứ nhất bắn trúng và các lực lượng Ukraine chạy đến dọn đống đổ nát, họ lại bị trúng tiếp tên lửa thứ hai như vậy có thể hiểu rằng quân đội Nga đã được hỗ trợ bởi những phương tiện trinh sát. Họ có thể quan sát mọi hành động của đối phương ở phía sau trong khi đối phương mất sự chú ý. Loại phương tiện theo dõi kiểm soát mục tiêu được cốt đề cập đến rất có thể là UAV trinh sát Sirius, một loại máy bay không người lái chiến đấu có độ bền cao của Nga tương đương với loại MQ-9 Reaper của Mỹ. Loại UAV này giúp Nga tăng cường khả năng tình báo, giám sát, trinh sát và khả năng nhắm mục tiêu để tiêu diệt. Cốt cũng cho biết thêm, có trường hợp ba tên lửa Iskander lần lượt tấn công một nhà máy sản xuất xe bọc thép ở Kharkov. Mặc dù không rõ thời điểm của các cuộc tấn công Iskander trên, nhưng hai tài liệu và video công khai về hoạt động của tên lửa mà Bộ Quốc phòng Nga cung cấp đã đưa ra một số manh mối. Cụ thể là vào ngày 1 tháng 11, các hệ thống Iskander của quân khu miền Tây đã tiến hành các cuộc tấn công và cơ sở hạ tầng quân sự của quân đội Ukraine. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về các hệ thống Iskander đã tấn công chính xác các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine. Đoạn video đi kèm cũng đã chứng minh điều này. Một xe vận chuyển đạn tên lửa và một bệ phóng tên lửa đến cạnh nhau. Đạn được nạp vào bệ phóng Iskander K. Tên lửa này được phóng đi từ một ống phóng và có hình dạng khác biệt so với phiên bản mũi hình nón của các biến thể Iskander khác. Khi hoàng hôn buông xuống, hai tên lửa được phóng từ một hàng cây. Vào ngày 17 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã phát hành một video khác về bệ phóng Iskander đang di chuyển vào trận địa. Khi tấm tre bảo vệ khoang chứa tên lửa được mở ra, tên lửa được nâng lên ở tư thế chuẩn bị phóng. Bộ Quốc phòng Nga mô tả các đơn vị tên lửa Iskander đang chuẩn bị phóng tên lửa vào một sở chỉ huy bí mật của quân đội Ukraine đã bị trinh sát Nga phát hiện. Sau khi nhận được tọa độ, hệ thống tên lửa cơ động vào vị trí, triển khai bệ phóng để chuẩn bị chiến đấu trong vài phút và phóng tên lửa trước khi thay đổi địa điểm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổ hợp Iskander này được trang bị cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng phóng mồi bẫy, gây nhiễu điện tử khi tiếp cận mục tiêu và thực tế là hệ thống phòng không của đối phương không thể đánh chặn được loại tên lửa này. Tên lửa hành trình Iskander cũng có thể bay ở độ cao cực thấp và bám sát địa hình nên không thể phát hiện ra chúng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.